Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sổ điện tử. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mình kiểm tra, mình sửa lại một cái Amply karaoke gia đình đó các bạn, hiệu Arang nè. Thì hiện tượng của nó khi mình mở lên đó các bạn, nó chỉ báo cái đèn đỏ rotate nè, đó, với cái đèn on thôi, còn hai cái đèn kênh 1, kênh 2 nó không có sáng các bạn. Đây nè, đó, nó chỉ sáng cái đèn đỏ rotate này với đèn này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên ha. Đó. Chờ một hồi lâu nó cũng không đóng rờ le, nó chỉ báo lỗi gì thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để mình kiểm tra xem coi bên trong nó bị hư cái gì ha. Đây, đây là cái phần bên trong của nó các bạn. Đó, âm ly răng ha. Nhưng mà cái ruột của Hiếu. Đó, hai cái mạch công suất là của Hiếu. Cái nguồn này cũng không phải của E-Răng luôn ha. Rồi, nó chỉ còn có bộ nguồn này với cái dàn rề ngoài trước là của E-Răng thôi. Hai cái mạch công suất này là với cái nguồn nó lai rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra. Đầu tiên thì mình sẽ quan sát xem nó có bị cháy nổ hay không ha. Ở đây thì mình nhìn mình không thấy các bạn, không thấy cháy nổ. Tiếp theo mở lên. Đó, chờ một lát cũng không thấy nó đóng rờ le luôn. Đó, thì với cái banh này á thì mình không có thử bằng cách là gắn tách cầu chữ U hay gì hết các bạn. Mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình đo cái đường công suất ra đó, thằng nào có DC thì mình cách ly nó ra. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tắt nó ra. Tiếp theo các bạn lấy đồng hồ, các bạn dặn về thang 50V nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đo ha. Ở trên cái máy của mình nó có hai cái mạch công suất nè. Đây một mạch, đây một mạch. Thì sau khi mình kiểm tra mình thấy là nó bị mục mấy cái chân linh kiện muốn hết đó các bạn. Nó mục muốn rớt ra luôn rồi. Đó là một cái để mình loại ra có thể là nó hư cái bên phần đó ha. Tiếp theo mình sẽ đo ở trên mạch đó. Các bạn nhìn vô cái phần mà nó có ghi là USB nè, B cộng, B trừ, G nè, là lo nè, nguồn cộng, rồi mát, nguồn trừ. Tiếp theo mình sẽ đo. Mở nguồn lên, rồi mình đo ha. Đo cái chân chân lo nè, mở lên. Dạng thang 10V. Cũng không có ha. Rồi, tới bên đây. Bên đây mình cũng có cái chân lo nè, với cái chân mát, dặn cái thang 10V. Đó, đó, có nguồn nữa các bạn. Đó. Rồi, công suất nó ra nè, nó ra DC thẳng luôn, là gần 40V các bạn, dặn thang 10 là quắc kim luôn. Còn bên đây. Đó, bên đây là mình đo không thấy nè. Đó. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra thêm một bước nữa, có nghĩa là cái phần này nè, mình xác định được là nó ra DC rồi, tắt cái nguồn đi ha. Tiếp theo anh mở cái mạch công suất này ra. Cái phần công suất của bên cái nguồn bên đây thì cái mạch trên của nó là nó làm cháy hay là bị sao đó người ta mới thay được các bạn. Người ta thay cái nguồn công suất này với cái nguồn này. Nó còn giữ là có cái bộ nguồn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đo trên cái mạch của mình. Đây, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên, đo ngay cái đường điện áp ra của cái là nguồn B cộng, B trừ nè, mát nè, lo nè. Đó. Bạn đo B cộng trước nè. B cộng là khoảng 50V nè, B trừ cũng khoảng 50V nè. Tiếp theo mình sẽ đo cái phần lo của nó là ra lo nè. Đó, đảo chiều kim lại. Đây. Gần 40V. Tắt nguồn đi. Tiếp theo mình sẽ tách cái chân này ra, tách cái chân mà ra lo nè các bạn. Đó, chân USB á. Nó lấy ra ngoài vậy nè. Đó. Sau khi lấy ra ngoài rồi các bạn mở nguồn lên để mình xem coi nó có đóng rờ le được hay không ha. Mở lên nè.
Đó, đóng NDA được nè các bạn. Rồi, có nghĩa là cái đèn đỏ này nó không còn bị nổi nữa nè. Đóng lại cho chạy rồi. Mình cấp tín hiệu vô. Đây, cái dây tín hiệu là mình cấp tín hiệu vô. Cấp vô kênh A ha. Tiếp theo mình sẽ đổi cái cầu rồi, ok. Hát nè các bạn. Nè, dặn nhỏ xuống nè. Đó, nghĩa là công suất nó hát được rồi nè. Rồi, ok, xác định được một bên nó hư rồi. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi. Mình sẽ kiểm tra cái phần công suất này. Đơn giản là những cái clip trước mình cũng đã có chia sẻ đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo hết cái phần sò công suất ra cho cái mạch nó gọn xuống đây để mình dễ sửa ha. Rồi, rồi tắt cái nguồn đi. Xong mình sẽ lấy cái con mấy con sò công suất ra. Đó. Sau khi mình lấy được cái mạch ra nè. Bạn lấy mấy con sò công suất ra để mình đo nó. Bên đây là nó xài con B688 nè các bạn. Bên đây con D718 nè. Còn trên mạch đó là con 1943 với con 5002 các bạn. Đó thì mình lắp con nào cũng được ha. Cái con này thì cái ampe nó nhỏ. Còn con 5002 thì cái ampe nó lớn ha. Cái dòng điện chịu đựng của nó cũng cao hơn. Công lực nó ra thì nó cũng phải lớn hơn cái mấy con này. Bây giờ mình sẽ đo nè. Lên nè. Lên nè. Đảo chiều lên nè. Không lên. Không lên, không lên, không lên, lên nè, lên nè, rồi tới cái con B nè, không lên nè, không lên nè, đảo chiều, lên nè, đảo chiều lại cái nữa, không lên, đây, lên, lên, đảo chiều. Không lên, có nghĩa là mấy cái con này nó không chết nè. Nó chỉ hư cái phần mạch ở dưới này nè các bạn. Tiếp theo mình tìm cái gì đó mình lót cái mạch lên. Đó, tiếp theo các bạn nghe chùi cho nó sạch, cho nó đã coi được chút xíu ha. Đó, rồi, đây cái đường ra lo nữa các bạn, mình nó qua mấy con trở nè, đó, đường ra lo nè, nó dòng xuống đây, nó qua con trở sứ bự nè, nó qua cái cuộn dây chứ, qua cuộn dây nữa các bạn, qua cuộn dây nó vô mấy cái đầu con trở sứ bự nè, đó, tiếp theo mình kiểm tra mấy con trở sứ này nè, dẫn cái thang nhỏ nhỏ thôi, con này nó có... 047 ôm à. Một con cặp que lại. Nó mạch nó bị xét á, đo khó thấy hơn, đo dưới đây. Lên nè. Lên nè. Lên luôn. Lên luôn đó, mấy cái con này không đứt nữa mà. À, không đứt ha. Tiếp theo mình sẽ dò tiếp nè, thì cái mạch trên đây mình thấy trước mắt là nó bị xét nè. Mình gợt mấy cái xét này ra có cái nào nó bị đứt chân không. Đó, bạn gợt ra gì nè, xem có bị đứt chân không. Nó không thấy đứt chân ha. Tiếp theo mình sẽ dò tiếp. Thì nó vô một vạc điện trở nữa các bạn. Đó, vạc chân điện trở nè. Là từ con sò công suất nó đưa vô đây nè. Để nó lấy công suất ra nè. Đó. Tiếp theo á. Thì mình sẽ đo kiểm tra mấy cái con mà nó kích dẫn cho con sò công suất. Bằng hai con trân thoa thúc nữa các bạn. Hai trân thoa thúc nè. Qua trở nè. Nó qua trở nè. Vô con sò công suất mình nè. Các bạn đo từ phần vậy ha. Tiếp theo mình sẽ kiểm cái con trở này. Khoảng 100 ohm nè. Con này khoảng 100 ohm. Con này cũng vậy luôn. Đo trên đây thì cái chân nó bị hơi bị xét đấy bạn, cho nên khó đo lắm. Mình sẽ đo ở dưới này nè.
còn nè, đây còn luôn. Thế con này cũng còn luôn. Rồi tiếp theo nè, nó qua mấy trở này xong nè, vô mấy con thúc nữa các bạn. Đây nè, à, thúc vô chân xe của con D718 nè, còn này đó, thúc vô chân vô chân còn chân B của nó là ra điện trở của con B688 đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, thì hồi nãy mình đo mình thấy điện áp nó ra là điện áp âm các bạn. Mình đo cái que nghịch lại vậy nè, đó là đo nó ra điện áp âm nè, lên hai chiều nè, nó ra điện áp âm, cho nên mình sẽ dò ở bên cái phần B688 này nè, hai con thúc này trước. Rồi tiếp theo từ hai con thúc này là nó đi nữa nè, nó đi tới đâu mình dò cho tới khi nào mà nó hết linh kiện bị chết á, là lúc đó là cái mạch của mình có thể nó chạy được các bạn. Ở đây mấy con này nó mới xét chân hết à, nếu như mình sửa xong rồi mình cũng sẽ thay mấy con này thành lại mấy con mới hết các bạn. Lựa mấy con mà chân lớn á, nó không có bị xét á, mình thay vô. Mấy con này xài thời gian là nó vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ hút hai con trăng xe to thúc này ra, mình sẽ kiểm tra. Đó thì nhiều bạn nhìn ngay trên đây nè, tháo ra là không biết đường gắn lại các bạn. Cái này là cơ bản mà, mình phải để ý kỹ trước khi mình tháo ha. Đó, cái mặt số nè, mặt số nó nằm về ở bên đây, thì cái mặt mà nó ở dưới cái mạch in ở dưới nó có cái gạch này nè các bạn. Để mình lấy con này ra cho các bạn xem ha. Nó gặp mấy con trăng to này mà không có biết tháo ra gắn lại sao không biết á, thì ở đây nè, nó có cái gạch đen bự nữa mà, là cái mặt giống như cái mặt tản nhiệt vậy đó, là mặt này nè. Còn cái mặt số á, là nó nằm theo cái con số luôn. Đó, vậy nè. Đó. Còn không là phải dò BCE, phải biết nữa, phải biết đọc mạch nữa. Đó, nói chung là mình muốn sửa thì mình phải tìm hiểu trước cái lý thuyết của nó rồi mình mới sửa được các bạn. Đó, chứ không phải mình tháo ra cái con đó mình đo cái rồi mình gắn lại mình không biết được gắn này thì thôi sao sửa được ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái con này. Con này là cái con B649A nè các bạn. Mình sẽ đo nó xem coi nó còn sống không. Không lên nè, đảo chiều lên nè. Lên nè. Lên nè, đó. Đó, không lên. Có nghĩa là con này nè nó không chết nè. Đó, các bạn đo làm sao mà mình biết xác định được nó không chết mà là một chuyện. Một chuyện mình gắn vô mình xác định được chân của nó nữa các bạn. Đó thì thường thường con này nó hoạt động làm sao, BCE làm sao đó thì mình sẽ dò lên sơ đồ. Mình tìm hiểu ha. Đó. Đó thì đơn dụ như mình đo như vậy. Cái chân nào mà nó chung hết giữa hai chân kia là chân đó là chân B đó các bạn. BCE nè, đơn dụ mình định dò mình đo vậy nè. Đó. Rồi mình sẽ kích dẫn con này coi nó có được cái độ phát đại nó còn không nè. Đây cái độ phát đại nó còn nữa các bạn. Nè. Rồi. Ok, cái con này không hư nè, mình sẽ lắp lại. Thì nếu như mà mình kỹ á, thì mình chưa có rành á, thì mình phải tháo làm sao nào. Trước khi tháo là mình phải nhớ. Mình nhìn cái mạch mình xem mình nhớ ha. Chứ bây giờ mà ví dụ như mà mình tháo rồi mình quên rồi mình bình luận mình xem ở dưới clip của mình đó, các bạn hỏi là cái con nó gắn làm sao là bó tay luôn. Khó chỉ lắm, không biết đường chỉ luôn á. Rồi đó, thêm một cái quan trọng nữa là mình hàn linh kiện vô á là phải không có bị dính chân nha. Cái bệnh dính chân này là mới sửa lần đầu để mà tập sửa âm ly á, thì nó bị hoài đó mà. Ví dụ như mình hàng chị chưa có dẫn nữa đó mà mình qua mình sửa thì khó lắm, khó có thể mà tìm ra ban lắm, có thể nó lầy ra thêm ban nữa mà. Rồi tiếp theo là tới con này, thì bây giờ mình tháo sao là mình để ý ha. Cái mặt số nó quay lên nè, đó, quay lên thì mình hồi mình gắn mặt số nó cũng quay lên đi vậy, mặt số quay xuống thì nó nghiền, nó không hát, khi nó chập nó chết con này luôn. Con này là cái con D, con này là D669 cơ mà. Rồi bây giờ mình sẽ đo nó nè. Con D á là cái con nghịch, con nghịch thì cái chân chung của nó là cái quay đen nữa mà nè, quay chiều lại nè, đó chân đỏ nè,
Đó, quay chiều lại nè. Không lên, không lên. Nó bình thường nè. Rồi tới cái con này mà nó không chết nữa thì cái phần chết linh kiện linh tinh ở ngoài này thôi, chứ nó không có vô mấy con công sức của mình. Đó, xong rồi nè. Tiếp theo các bạn dò tiếp ha. Đây từ hai con thúc này nè. Nó đi đâu nữa? Đó, là một chân này. Nó sẽ đi xuống một cái con trăng to này nữa nữa các bạn. Nó đi xuống con trăng to này nữa nè. Trăng to này thì nó có qua hai con trở nè. Đó, đây con trở qua đây, đây con trở qua đây. Nó vô con trăng to này. Đó, vậy thôi, bây giờ mình tiếp theo mình sẽ kiểm tra cặp trăng to C1815 này nữa các bạn. C1815. Các bạn kiểm tra từ từ vậy thôi, thì mình nghi bên nào thì mình làm bên đó trước. C1815 là con này nó bị sét rồi, mình cũng sẽ đo xong mình thay cho nó một cái bộ trang si to nhỏ nhỏ đó, nó bị sét chân đó, thành lại bộ mới ha. Đó, con này mình tháo ra thì mình gắn lại dễ rồi, tại vì cái hình của nó gần giống như con trang si to của mình. Nè. Rồi bây giờ đo kiểm tra nè. À, lên nè, mình đảo chiều với con trăng to lại nè. Đó, con này là không chết nữa mà. Rồi. Này nó không có bị sét, nó chỉ bị oxy hóa, nó đóng đen thôi. Đó thì tháo con nào ra mình đo rồi mình gắn con đó lại thôi. Đối với những bạn mới á thì mình sẽ làm bằng cách này, chứ đừng có tháo ra hết trơn lung tung rồi gắn lại không nhớ mắc dò mạch bên kia. Mà cái mạch bên kia nhiều khi nó giống, nhiều khi nó không giống nữa các bạn. Nhiều khi nó gắn cái mạch công sức khác nữa là dò đã luôn. Cho nên là mình tháo ra cái nào là mình gắn lại cái nấy liền đi cho nó mau. Rồi tới chừng mà mình tìm được cái con hư á, mình thử nó cũng nhanh hơn là mình ngồi đó mình gắn mấy con này lại các bạn. Đó, thì đối với những cái banh này á, thì mình sẽ tháo ra mình đo linh kiện từng con cho các bạn xem. À, những cái video này mình làm y vậy thôi. Còn bình thường đó mình chỉ cần hở chân ra rồi mình đo đó các bạn, chứ không cần phải rút nó ra làm gì ha. Lên nè. Lên nè. Đảo chiều lại nè. Không lên nè. Bình thường luôn. Đó là một bên này nó không hư nè. Nói chung là mình sẽ tìm cho nó ra cái nguyên nhân để nó hư thôi. Đó. Thì linh kiện thì con nào mà mình nghi ngờ thì mình cứ việc tháo ra mình đo. Trên cái mạch âm ly này cũng đơn giản dễ sửa các bạn. Rồi sau khi mình dò được tới đây rồi nè, mà không thấy cái con nào nó chết ha, đây mình sẽ gỡ cái này ra luôn đi cho nó dễ. Còn gỡ ra muốn kỹ thì mình sẽ ghi vô đây nè, cộng nè, trừ nè, còn mát thì ghi M hoặc là chữ G đó các bạn. Đó vậy thôi. Rồi mình tháo ra mình kiểm tra cho nó lại đó. Nó vướng con dây này khó sửa nữa. Đó. Rồi không thì các bạn mắt dò ngược ở trên đây nè, cực lắm. Trên đây nó không ghi thì mình lật cái nguồn này lên nữa, mình phải đo, mình xác định lại nữa. Đó thì cái mạch công suất là cái gì nè. Thì mạch này thường thường ở ngoài thị trường nó có bán các bạn, mua về lắp vô thôi nếu như mà không muốn sửa. Còn ở đây thì khách người ta chỉ sửa lại để người ta hỗ trợ cái tivi người ta đó các bạn. Cái tivi người ta không muốn nghe lo trong tivi á, ta muốn nghe lớn hơn á, thì người ta sửa cái âm ly lại để người ta nghe thôi.
Sau khi mình kiểm tra các thứ luôn, ví dụ như là sọ công suất nè, đó mình kiểm tra là nó không chết ha. Còn cái mạch công suất của mình đó, thì những cái con mà nó bị sét á, mình đã thay hết rồi. Ví dụ như mấy con C1815 nè, đó, con 5551 nè, mình cũng thay thành mấy con mới hết các bạn. Những con trang to bị sét chân thì bỏ ra. Thì nếu như mà nó còn xài được, mình cũng không có xài được lâu các bạn. Thời gian nó cũng sẽ bị sét, bị hư thôi. Cái biến trở 202 nữa các bạn, thì mình cũng thay luôn ha, tại vì cái chân của nó cũng bị sét rồi. Đó thì toàn bộ mình thay mới hết. Đó, trước mắt thì những cái con mà nó bị sét thì mình thay hết. Trong khi đó là mình tháo ra, mình thay mình cũng đo các bạn, đo mấy con đó thì nó cũng không có chết ha. Đó. Rồi bây giờ á mình sẽ tiến hành lắp vô để mình kiểm tra xem coi von DC nó có ra hay không ha. Đây cái dây nguồn của nó nè, cái dây đỏ mình làm dấu lúc đầu là dây cộng ha, mình hàn vô cộng nè. Tiếp theo là dây trừ nè, dây trừ, dây mát. Tiếp theo là dây mát nè, rồi cái này là dây B trừ các bạn. Cuối cùng là dây lo thì mình không có hàn ha, mình để ở ngoài đi, mình chỉ hàn cái nguồn để mình đo xem coi nó không còn ra DC nữa thì mình tiến hành kiểm tra tiếp. Đây bây giờ mình sẽ dẫn qua cái thang đo 200V nè, các bạn đo xem coi tín hiệu ra nó có DC hay không. Đầu tiên thì mình đặt một que vô mát, một que vô cái cổng lo out nè, nó SB là ra lo, mở nguồn lên đó, các bạn thấy là vẫn còn nữa mà 44V đó, tắt đi. Rồi kiểm tra lại không nóng. Rồi tiếp theo bạn kiểm tra thì trước mắt là mình kiểm tra hết transistor rồi, trong khi đó là mình cũng có đo hảo mấy con điện trở này nó không có cháy thì nó cũng không có bị chết các bạn. Thì lúc đầu là hai con trở này nó nằm ở đây 100 ohm các bạn, thì nó cũng bị nám cái lưng của nó nè, nó nám hết cái phần ở ngoài của nó, nhưng mà mình đo chỉ số vẫn còn 100 ohm ha. Nó mình cũng đã thay hai con khác rồi, mấy cái mối nối này mình cũng coi cái mối nào mà nó tệ quá mình thay luôn. Thì còn ở đây hai cái mối này nó cũng xét xét nè, nhưng mà một lát thì mình thay sau thì nó cũng có thể mình để mình sửa được, còn mình thay sau ha. Bên kia mình cũng vậy luôn. Rồi cuối cùng là mình sẽ đo. Đầu tiên các bạn mở nguồn lên, mát thì nó dòng lại đây nữa mà, nó dòng xuống đây, mình đo ở đây dễ thấy ha. Đó, các bạn đo ra lo nè, tiếp theo nè, nó tới đây nè, đó dẫn ra DC. Thì ở trên đây nó có hai cái con diode zener, đây con zener nè, đây con zener nè, con này 12V các bạn, còn con này 15V. Mình sẽ đo hai con zener đó ha. Đây một con zener 15V nằm đây, đó 15V, ok. Một con 15V nè. Tiếp theo là tới cái con 12V nữa các bạn. 12V thì ở đây nó sẽ ghim xuống đây. Mình thấy là đo nó có 0,07, nó không có đủ nguồn cấp cho nó nè. Có nè. Đây dòng lên đây nè. Vô B trừ. Dòng lên đây. Nguồn này là B trừ ha. Qua đây nó ghim áp xuống còn âm 12V nữa các bạn. Nhưng mà ở đây mất tiêu rồi. Qua đây. Qua đây nó lại là 39,9V. Có nghĩa là phần bên này nè, mình đo đối xứng với bên kia là phần bên này nè, nó sẽ không có von các bạn. Ở đây nó có âm 12V thì ở đây nó sẽ không có von ha. Tiếp theo mình sẽ đo lại đây, nó cũng sẽ âm luôn, nó không có von luôn. Có khi là âm 1, âm 0,01. Ở đây cũng âm luôn, nhưng mà ở đây nó ra tới 31V nè. Nó có nghĩa là cái mạch nó chưa chạy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Thì mình sẽ loại trừ ha, transistor đã loại trừ thay hết rồi. Đó, điện trở kiểm tra rồi thì chỉ còn có mấy con tụ các bạn. Rồi tắt cái nguồn đi. Ở đây nè, ở đây trên đây nó có hai con tụ mica nè, ở đây con tụ mica nữa nè. Mình kiểm tra ba con tụ đó thôi, là nếu như mà ba con tụ đó nó chạm á, thì mình gỡ ra.
mình thay tủ khác. Thì tín hiệu đầu vào nè, tín hiệu đầu vào của tủ này á thì nó sẽ không có chạm các bạn, tại vì nó mang cái điện áp rất là nhỏ ha. Mở nguồn lên mình đo lại nè, nó có phải 5V3 thôi, không có thể thủng được hoặc là nó bị chết được. Còn ở phần ở bên đây, ở đây có 8V6 nè, ở đây 5V8 nè, còn ở đây là 45V nè. Đó, đây qua đây 45V, 45V. Thì cái con tủ này nè, cái xác suất của nó hư á, nó sẽ rất là cao các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ hút cái con tủ này ra. Mở hút trống lên. Tiếp theo mình sẽ đo bằng đồng hồ kim cho dễ thấy ha. Bậc thang nhân 10kg nè. Mình đặt vô đây đo. Lên nè, nó lên múc kim luôn, có nghĩa là tụ này nó chập nặng luôn nữa mà. Mình sẽ lấy con tụ này ra luôn. Con này thì ở trên mình nó ghi là 47 các bạn, 47 thôi. Đó, tụ nhỏ xíu như vậy nè. Tiếp theo mình đo nó ha. Đây, bạn đo nè. Nè, lên lúc luôn nữa các bạn. Nghĩa là con tụ này chập rồi. Rồi bỏ nó ra. Tiếp theo mở nguồn lên. Rồi mình đo coi DC nó có ra hay không nè. Chập một que vô mát ha. Một que mình đưa vô cái cổng ra lo nè. Mở nguồn lên. Đó, các bạn thấy nè. Hết rồi nè. 0V luôn. Ok ha. Xong các bạn dặn qua AC nè. Các bạn điểm vô tín hiệu in nè. Đó, là có tín hiệu nữa các bạn. Dặn lên DC nè, điểm nè, nó cao lắm là nó chỉ không phải mấy thôi, không phải không mấy thôi. Rồi ok, sau khi mình kiểm tra được tới đây, mình loại trừ, mình biết được con tụ này nó chập rồi, mình sẽ gắn cái công suất lại các bạn, gắn cái mạch công suất lại. Đó, đầu gắn sò vô xong rồi, xong rồi mình mở lên mình kiểm tra lại ha. Rồi vệ sinh lại một cái coi nó có bị dính chì vô cái mặt tản nhiệt này thì mình khử ra, xong đặt vô đây ha, cấp cái nguồn cho nó lại. Rồi sau khi được dày rồi mình sẽ mở lên, mình đo các bạn, xem lại coi nó có dính không ha. Rồi ra lo nè, mát nè, mở nguồn lên. Đó, không có nguồn. Ok, có nghĩa là DC không có ra luôn. Thường thường á, mình hát á, nó lên khoảng 0,5 cho tới 1V cũng được bình thường các bạn. Tại vì cái âm ly thì lúc nào nó cũng phải có tín hiệu ra lo DC nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng mà không sao. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo kiểm tra ha. Đây, cái đường âm 12V của nó nè. Hồi nãy nó mất nè. Bây giờ mình đo còn không. Đây đây có nè các bạn. Nó âm 12 có nè. Nó qua đây, qua trở nè. Không có ha. Vô đây cũng không có nè, qua đây cũng không có von luôn. Đó. Rồi nếu như mà nó chạy bình thường như vậy thì có nghĩa là cái mạch của mình nó hoạt động ok đó các bạn. Thì mình đối xứng với bên kia thì thường thường hai cái mạch nó giống nhau thôi. Đó, đây là nguồn cấp nè. Nguồn bị cộng từ trên đưa xuống tới đây nè. Đó, này bị trừ nè. Rồi ok. Tiếp theo các bạn lấy cái lo nè, mình chấm vô đây. Đó, các bạn chấm vô trong cái cổng ao nó mình kích nè. Đó. Rồi. Có nghĩa là có âm thanh ra. Bây giờ mình sẽ lắp hoàn chỉnh lại rồi mình cấp nhạc cho mình thử các bạn. Tắt đường đi ha. Đây cái dây tín hiệu in của nó nè, nó cục quá. Rồi bây giờ mình sẽ cấp ở ngoài các bạn. Cấp bằng ở ngoài vậy nè. Đây mình hàng dây vô mát ha. Một dây hàng cho cổng in của nó nè.
Thì ở trên đây nữa bạn, mình cắm in mình dò trong đây nó có một tủ quá này. Đây nó có một tủ quá nè. Lúc nào cũng vậy chứ. Cái đầu con tủ quá bên trừ á. Con tủ quá bên trừ các bạn thì nó nằm ở bên cái đường in in vào của cái mạch công suất của mình ha. Còn cái phần còn lại là nó thông ra mát. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nhạc vô. Mở lên. Rồi, các bạn chập một cái dây lo này, dây kia thì mình đã câu vô mát đó bên đây rồi nha, câu vô mát đây rồi, còn dây còn lại mình sẽ câu vô đây. Mở lên. Đó, xong rồi các bạn dặn lớn lên nè. Đó, ok ha. Mình đo xem coi nó có DC ra hay không. Đó, không có nè. Rồi, ok, tắt nguồn đi. Xong các bạn sẽ lắp lại. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.